Mọi người biết tại sao có mặt ở đây không? Nhờ gió thánh linh mà thổi tôi từ bên đó bay qua bên đây á. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta biết rằng mọi sự hiện tại làm ích cho lẽ yêu mến Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Và tôi thấy rằng là tôi là có phước khi tôi đứng đây. Tại vì tôi giảng sau hai mục sư rất là đầy ơn. Hồi sáng mục sư Hả giảng về cái điều gì mọi người nhớ không? Chìa khóa. Tôi thấy tôi nhớ cái hình ảnh là người đó bán một cái đồ cái vai rất là nặng đúng không, rất là nặng đè xuống, cho nên một thứ hải nó thấy quay tất cả những tội lỗi người đại nặng đúng không, tội lỗi và cái nặng vết thương trên đời sống chúng ta để chúng ta thịt bước đi. Cho nên tôi hỏi mọi người đã quanh chưa? Quanh rồi. Có ai mà chưa quanh không? Amen. Cảm ơn Chúa, cái điều đó rất nhiều lời cho tôi đó. Cái điều thứ hai là một sự tận giải về chi? Ra ơi, ra đi, cho quyền. Ra lên. Ra lên chịu trời ơi, Chúa. Ra lên chịu trời ơi. Một chú đất phải không? Người ta là ủa, sao đến chú trời của các anh chị ở cái đất vậy? Cho nên trong mọi sự kêu cầu Chúa trên đời sống của chúng ta quan trọng lắm. Amen. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chủ đề đó là thoát khỏi sự chết. Dạ. Dùng dậy từ sự chết. Dạ. Nhưng mà khi tôi chọn cái bài này á, dạ, tôi thấy rằng tất cả những gì mà Chúa dạy thôi đó, thì khi mà tôi bước vào đây, anh chị đã làm những điều đó rồi. Tất cả những cái điều gì mà Chúa dạy tôi để nói với anh chị, thì tôi thấy rằng không biết có dư hay không đó. Vì tôi thấy rằng mọi người đã thực hiện cái điều đó. Nhưng mà Chúa nói rằng Ngài muốn confirm cái điều đó lại trên đời sống của chúng ta. Vì anh chị đang đi một con đường rất là đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. The Lord confirm with me, you and I walk in the right way with the Lord. Dạ, trước khi vào cái sự chia sẻ hôm nay, tôi sẽ nhận được phép con nguyện. Chúa ơi, chúa con hạ lòng đến với Ngài. Trong danh Chúa Giêsu. Come to you with humbleness. In the name of Jesus. Chúng con biết rằng chúng con rất là nhiều sự thiếu sót trên đời sống của mình. You know, we have lot of lacking in my life, our life. Nhưng mà chúng con vui mừng vì chúng con có lời của Ngài. But we are joyful because we have your word, Lord. Giờ đây chúng con tôn vinh lời của Ngài. Now praise your word, Lord. Để lời Ngài có thể hành động trên đời sống của chúng con. Let your word act on our life, Lord. Khiến chúng con vừa muốn và vừa làm theo ý muốn tốt lòng của Ngài. Ask to follow your words and do your laws, Lord. Chứ thần linh của sự sống. My Holy Spirit. Thần linh của lẽ thật. The Spirit of the truth and the life. Chiếm ngự chúng con trong chính nhà của Ngài. Come to us right now in the name of Jesus. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Chúng con thành kính cầu nguyện. We pray in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhiều nghe. Tôi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, sao đề tài này dấy lên mà sáng nè vậy? Rồi con lại đưa vào cái vùng đất khô cằn vậy? Thậm chí là vùng đất của sự chết. Oh Lord, you bring me into the dead land. Nhưng mà mọi người có nhớ rằng hồi sáng chị Mỹ Dung phải không? You remember Sister Bích Dung this morning? Chị thấy về cái điều gì mọi người nhớ không? Let me see, see. Mấy cái quan tài, quan tài. Dạ, bởi quan tài là nói về sự chết đó. Is that casket talk about that? Dạ, sự chết. Bây giờ chúng ta quay lại trong cái đoạn kinh thánh mà Chúa cho chúng ta hôm nay. We come back to the book of Ezekiel 37.
chúng ta biết rằng tới cái sách Ezechiel là một cái sách thường nói về cái sự phán xét. The book of Ezechiel talk about judge. Nhưng mà tới cái đoạn 37 to the chapter 37 thì đây là cái dự ngôn của sự phục sinh của một quốc gia Israel. This is the prophet about a country Israel. Và chúng ta thấy rằng ông có thấy sự hiện thế về kiểu như là xương thôi phải không? And the prophet see the vision about just the bones. Yeah. Tôi xin được phép đọc đoạn kinh thánh này. I want to read this chapter. Yeah. So, tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Ngài dắt ta trong thần của Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa thủng nó đầy những hài cốt. Chúng ta thấy rằng tay của Đức Giê-hô-va đặt trên nó. Chúng ta có thích Chúa đặt tay cho chúng ta. Thần linh của Ngài đặt tơi trên chúng ta. Quyền năng của Ngài thi thú trên đời sống của chúng ta. Do you like the hand of the Lord on you and the power of Him manifest on you? Và Ngài dắt ta ra trong thần của Đức Giê-hô-va. And He take me into the Holy Spirit. Và đặt ta giữa trũng. And put me in the valley. Nó đầy những hài cốt. Full of the bones. Bây giờ có phải ông thấy những hài cốt đằng xa không? Now does he see all the bones are far away? Hoặc là ông nghe người ta nói về những hài cốt đó không? Or he just heard about it. Nhưng mà ông lại ở giữa. But he inside in the middle of the bones. Giống như tôi bây giờ tôi bước ra giữa tất cả mọi người ở đây. Just like I'm in the middle of you. Thì tôi có thể nhìn thấy mọi sự một cách rất là rõ ràng không? So I can see everything very clearly. Tôi thấy mọi sự rất là rõ ràng từng người một như thế nào, phải không? I can see everybody very clearly. Nhưng mà khi ông đặt giữa cái trũng chết mà đầy xương khô. And the Lord put him in the valley of a lot of bones. Không những ông ở giữa cái trũng của xương khô mà ông còn dòng chung quanh chỗ đó nữa. Even he in the middle of the bones, but he walk around the bones. Chúng ta thấy ông quan sát một cách kỹ lưỡng. They look at them carefully. Đôi lúc trong đời sống của chúng ta, sometime in our life, Chúa đặt chúng ta giữa sự chết như thế. And the Lord put us in the death. Và chúng ta ở trong hoàn cảnh của sự chết. And we are in the situation of death. Và chúng ta nói Chúa ơi, tại sao Chúa đặt con trong hoàn cảnh của sự chết vậy? And we ask the Lord, oh Lord, why you put me in the death? Chồng con bỏ con. My husband run away from me. Con cái con hư hỏng bỏ nhà ra đi. And my children very bad. Và hội thánh đầy những sự lộn xộn mà họ bỏ đi. And a lot of disorder in the church. Tại sao cứ lại đặt con ở trong hoàn cảnh này? Why you put him in this situation? Con muốn thấy những cái điều này. I don't want to see this thing. Vì con nói rằng hãy đi theo Chúa là phước hạnh chứ. Yeah, because I think follow you is blessing. Sao đầy vậy? Chỉ có sự bất hạnh ở trong đời sống con vậy? Why there are a lot of unpleasant in my life? Chúng ta thường nói cái điều này. We often talk about this. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao? What about the Lord? Và Chúa nói rằng, Ngài phán với tôi, hỡi con người. And the Lord say, Son of Man. Ok, vậy chúng ta tiếp tục nha. Ngài phán cùng tôi rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? And he said unto me, son of man, can this one alive? Chúa ban cho Ezechiel đi đến chỗ những cái trụng bóng chết. The Lord tell Ezechiel come to the valley of death. Mà Chúa hỏi Ezechiel, những hài cốt này theo con có sống không? But the Lord asked him, do you think this one can be alive? Tại sao Chúa hỏi ông vậy? Why the Lord said so? Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh sự chết, if you in the situation of death, mà Chúa hỏi cái điều đó có thể sống không? And the Lord asked you, if that can be alive again, chúng ta nghĩ như thế nào?
What do you think? Chúng ta nghĩ là xấu hay chứ? Do you think it's live life or death? Đây là câu mà Chúa muốn hỏi chúng ta. This is the question the Lord wants to ask each of you. Xương khô có nghĩa là gì? What is and what does it mean dry bone? Điều gì gây ra xương khô? What's called the bone dry? Ở trong Thi Thiên 31 câu 10. In Psalm 31:10. Chúa nói rằng. The Lord said. Sự sống con tiêu hao vì u phiền. Your life is not happy because you always sorrow. Sự sống của con bị tiêu hao mỗi ngày. Your life gonna be depleted every day. Tất cả những bộ phận trong đời sống chúng con bao tử bất cứ bộ phận tiêu hóa bộ phận hô hấp nó tiêu hao mỗi ngày. Every organ in your body every day is getting bad. Vì sao? Why? U phiền. Because you not happy. Có lúc chúng ta dễ dàng u phiền buồn một cách rất là dễ dàng. Sometimes you are very sorrowful easily. Nhưng mà chúng ta không biết cái sự u phiền đó làm cái sự sống của chúng ta hao mòn, mất sức mỗi ngày. But you don't know the sorrow make you more and more get worse. Rồi năm tháng con sút giảm do than thở. Because you complain and your life gonna shorten. Cứ mở ra là than thở. You always complain. Làm sao có thể sống lâu khi chúng ta tiếp tục than thở hoài? How can you can live a long life? Phải không? Lời Chúa nói như vậy tôi nói á. The words of God said not me. Rồi tiếp tục vì tội lỗi mà sức lực con hao mòn. Because your sin, that's why your strength is go down. Và xương cốt con rã rời. And your bone is not good. Có ai buồn phiền mà mạnh mẽ bao giờ đâu? Anybody sorrow is getting stronger. Có phải càng buồn càng thấy thân thể rã rời không? Sad is more make you get worse. Xương cốt rã rời. Your bone will be getting worse. Và cái gì làm cho xương cốt khô héo? Which one make your bone dry? Trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Your mind is not good. Ở trong Châm ngôn đoạn 17 câu 22. The book of the prophet Proverbs. Và Chúa nói như thế này: tấm lòng bình tĩnh là sự sống của thân xác. Châm ngôn đoạn 14 câu 30. Proverbs 14:30. Tấm lòng bình tĩnh là sự sống của thân xác. A sound heart is the light of the flesh. Cho nên tại sao Chúa cho mình sự bình an? Why the Lord give us the peace? Vì đó là sự sống của chúng ta. Because that's His life. Chúng ta không có nhận được cái sự bình an là chúng ta không có sự sống. If you don't have peace, you have no life. Nhưng cái trời chúng ta là cái trời của sự bình an. And our Lord is the Lord of peace. Còn sự ghen ghét làm điều gì? Haters, what is the treasure? Làm mục nát trong xương. Haters gonna break your bone. Cho nên chúng ta tại sao bị những cái bệnh khớp? Why we have the sickness in the bone? Kiểm tra. Check yourself. Khi kiểm tra cái điều này chúng ta không cần giải cứu những cái bệnh xương đâu. When you check yourself, you gonna know that. Vì cái điều này Chúa đã nói trong Kinh Thánh. Because the Bible says so. Cái lòng ghen ghét là mục xương luôn. The haters gonna break your bone dry. Cho nên tại sao những mục sư tới, mục sư nói mọi người rằng hãy tha thứ là như vậy? That's why the pastor always call the people you have to forgive. Because it's not good for your bone. You're gonna take your life. Yeah, gonna make you get older. Ai cũng muốn trẻ, ai cũng muốn già đâu. Everybody wants to be younger, right? Nhưng mà chính đời chúng ta làm chúng ta già đi hôm nay chúng ta hay. But you yourself make you older. Cảm ơn Chúa về điều này. Thank you, Lord. Cho nên đây là cảnh của xương khô. Ở trong thuộc linh. This is the right bone in the spiritual. Mà chúng ta thường bị đó. And we always get into that. Và Chúa nói với Ezekiel là hỡi con người, những hài cốt này có thể sống không? And the Lord said to Ezekiel, son of man, these bones gonna be live again. Bây giờ nếu mà Chúa hỏi chúng ta thì chúng ta trả lời được chưa? If the Lord asks you right now, can you answer him? Trả lời được không? You can answer. Nhưng mà bây giờ được rồi đúng không? Amen. Amen. Giữ công trả lời Amen. Cho mọi người đi nhé. Keep your answer in your heart. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên Amen. Bây giờ khi mà Chúa chọn thấy. Cho nên
the Lord let him see. Cho nên khi mà Chúa cho chúng ta thấy. So when the Lord let you see. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta làm cái điều gì ạ? That means he want to do something. Đừng chạy trốn. Don't run away. Đừng chạy trốn như Jonah nhé. Don't run away like Jonah. Chúa biểu đi tới đó là nơi rất là tối tăm để nuốt người ta, người trong người ta về cái sự an an, đúng không? God told Jonah go to the Nineveh to talk about the salvation for the people there. Nhưng mà ông có đói không? Did he go there? Dạ, ông chạy trốn. He ran away. Ông thấy không? Did he see? Ông biết không? Did he know? Ông biết. He know. Nhưng mà ông chạy trốn đi. But he ran away. Nhưng mà Moses có chạy trốn không? How about Moses? Moses thấy được dân sự. Moses có chạy trốn không? Moses saw the people. He ran away. Và Ezekiel cũng vậy. And Ezekiel is the same way, just like Moses. Chúa nói rằng, ông nói rằng lại Jehovah chính Chúa. He said, "Oh Lord, you know that." Yeah. Chính Chúa biết có nghĩa là ông biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có quyền làm sống và làm chết. And he know that the Lord has the power to do death or life. Chúng ta thấy ông có đức tin chưa? Does he have the faith? Có chưa? Có chưa? Does he have faith? Cho nên, he have faith? Cho nên khi Chúa cho chúng ta ở trong hoàn cảnh đó. If the Lord put you in that situation, Ngài sẽ nói chuyện với chúng ta. He gonna talk to you. Ngài không bỏ chúng ta đâu. He don't let you go by yourself. Don't be afraid. Nhiều khi chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta buồn, chúng ta lo, chúng ta sợ, chúng ta đầu đủ thứ mọi sự tuyệt vọng nữa. Sometimes we hope that, sometimes we worry, sometimes we scared in that situation. Nhưng mà vững tâm đi, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Don't be afraid. Trust in Him. He never forsake you. Dạ, bây giờ chúng ta thấy rằng qua câu thứ 4, Ngài biểu ông làm gì? Into the book number 4, what did the Lord tell to him? Ngài bèn phán cùng ta rằng, hãy nói tiên tri về hài cố ấy. He told me to talk a prophet about the boy. Tại sao chúng nói đi? Why the Lord didn't say? Mà chúng biểu ông nói. Why the Lord tell him to say? Chúa ơi, tại sao chúng không nói đi mà biểu con nói vậy? Oh no, why don't you talk to the one? Why you tell me to do so? Vì chúng ta biết rằng điều này rất là quan trọng. Because we know this is very important. Ai tin ta? Who believe in me? Sẽ làm việc ta làm. Gonna do what I do. Sẽ làm việc ta làm. Gonna do what I do. Đức tin phải có việc làm. The faith has to have the action. Ngài kêu nói. He says say. Thì chúng ta biết rằng khi mà Chúa mà đụng như Jeremy đi. When the Lord touched Jeremiah, thì Ngài sẽ đụng cái miệng trước. He touched the mouth first. Và Ngài sẽ đặt lời Ngài vào miệng trước. He put the words of the Lord in the mouth. Ezekiel cũng vậy. It's the same way with the Ezekiel. Chúa biết rằng khi ông nói ra, He know when he speak out. Như lời của Đức Chúa Trời. Just like the Lord said. Vì chúng ta nhớ rằng, we remember that. Khi mà Đức Chúa Trời dựng lên trời đó, when the Lord created the world, Ngài dựng bằng gì? What did He create? Ngài dựng bằng lời. He created by word. Và lời đó được và viết vào Kinh Thánh, phải không? And the word were written in the Bible. Cho nên lời được có trước khi thành lời. Cái sự phán, lời phán của Chúa trước khi viết lên thành lời cho Kinh Thánh của chúng ta. The word come first before it was written in the Bible. Và lời để viết trong Kinh Thánh chúng ta để làm gì? And the word was written in the Bible for what? Để chúng ta phán ra. For us to speak out. Để lời từ Chúa mà chúng ta phán ra. And from the words of God we speak out. Và sẽ có một cái sức mạnh mà truyền tới cùng cực kỳ ấy. It has the power to go very far away. Nên chúng ta thấy là tại sao tôi thấy một sức mạnh hay công bố lời Chúa. Why công bố lời Chúa. I see Pastor Ben always he declare the words of God. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Chúa biểu ông nói với hài cốt. So the Lord told him to speak out with the bones. Và Chúa biểu rằng hãy bảo chúng nó. And the Lord said, hãy bảo chúng nó rằng hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. And the prophet had to talk with the bones, listen to the words of the Lord. Hỡi những hài cốt khô, hỡi những người có tuyệt vọng, hỡi những người có bệnh tật.
Ribbon sick people and people disappointed. Ở những người ở trong sự chết. People in death. Hãy nghe. Listen. Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Listen to the words of the Lord. Listen to the words of the Lord. Con đừng có nhìn hoàn cảnh con nữa. Don't look into the situation. Con đừng có nghe lời bác sĩ nữa. Don't listen to the doctor. Nhưng mà hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Listen the words of the Lord. Bởi đức tin đó, bởi cái điều gì? Yeah. Where the faith come from? Đây là cái điều khó nè. Bởi đức tin đó, bởi người ta nghe. The faith come from hearing. Bởi những hài cốt của hãy nghe. All the bridegroom must listen. Và Chúa hãy nói là ai có tai? Yeah. Who hear the ear, listen. Và ông được Chúa dạy dỗ kế tiếp. And he was taught by the Lord. The next thing. Yeah. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt rằng: Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi và khiến một thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi sẽ sống. Rồi các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. The Lord, the words of the Lord say, I want to put the breath into the bone and the flesh and the tendon. Into the bone and the bone gonna raise up and live. Chúng ta thấy rằng Chúa biểu ông nói. And the Lord say to the prophet, he have to say. Con thì nói. You have to say. Nó sống được. The bone have to live again. Chỉ biết hơi được hơi thở của ta thở vào nó mà thôi. When I breathe into the bone, they gonna live. Không có hơi thở của ta thở vào. No, my breath, they cannot live. Không thể nào sống được. They cannot live without my breath. Ngày xưa Chúa tạo Adam Eva, Chúa tạo Adam bằng bụi đất. In the old time, the Lord created Adam by the dust. Ông có hơi thở chưa? Ông có sống được chưa? Did he have the breath? Thế Chúa trời phải làm điều gì? What did the angel say? À, xin khí vào lỗ. You have to put the breath into the dust. Mà chúng ta biết cái thời kỳ này mà hà sinh khí vào lỗ mũi mà thần ở trong nó không phải là chuyện đơn giản đâu. You know, this time, put the Holy Spirit breath, the Holy Spirit life into the bone. It's not a symbol. Ngay bây giờ chúng ta nhận thần Đức Giê-hô-va ở trong nhờ Chúa Giê-xu phải không? Now we have the Holy Spirit inside by the Jesus Christ. Nhưng mà cái điều này đã nói tiên tri cho chúng ta bây giờ. This is prophecy about for us from that time to right now. Yeah. Cho nên chúng ta sẽ xem những cái tiến trình mà Chúa kêu. We're gonna see the process how the Lord tell the prophet to do. Xem ông có làm hay không? He gonna do it? Yeah. Chúng ta thấy bắt đầu câu 7, câu 8. We see 7 and 8 in the chapter 37. Ông nhận được khải tượng. He see the vision. Cái thứ hai là ông nhận được sự hướng dẫn. He see the instruction. Và cái thứ ba này, ông có thực hành theo lời Chúa dạy. Do he do what the Lord said? Cho nên khi chúng ta nói khớp với Chúa, when we connect with the Lord, cái điều này là quan trọng lắm. This is very important. Đây là chìa khóa của mỗi đời sống của chúng ta. This is the key for each of us. Có bước ra một bước để làm cái điều Chúa nói hay không? We're gonna go with the words of the Lord or not? Nhiều khi mình nói cái việc nó không thành, mình không có dám nói, mình rất là sợ. Sometimes we talk about something and it will not happen and we are very afraid. Và mình chỉ nói rằng mình có thể cầu nguyện nó rằng ý cha được nên thôi. And we just say, oh, I just pray and just the will of God gonna be done. Chính bằng đức tin lờ mờ chúng ta sẽ không nhận được điều gì từ nơi Đức Chúa Trời. The faith is not right. You cannot receive anything from the Lord. Yeah. Và chúng ta thấy câu 7 ông làm gì? And you see number 7. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dẫn. So I prophesy as I was commanded. Ngài, tiên tri Ezechiel nói như là lời của Đức Giê-hô-va phán dẫn ông. He commanded just like the way the Lord said. Không thêm không bớt một lời nào hết. No added or no subtracted. Khi Chúa nói thì bắt đầu điều gì xảy ra? When he said what happened? Có tiếng và các động đất. Và bắt đầu các xương bắt đầu hiệp lại với nhau. There was a noise, shaking and bones came together. Ông đang nói thôi. He talking. Bắt đầu Đức Chúa Trời đã nhận hành rồi. And the Holy Spirit
begin to walk in on the bones. Dẫn hành khi ông chưa nói xong Đức Chúa Trời đã làm. When he not finished, the Lord done this way. Cho nên chúng ta chỉ cần vâng lời. We just speak out the word. Nói những điều gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói. Speak out the word the Lord want you to say. Đang khi chúng ta nói. When we just talking. Ở trong linh giới Ngài đã làm rồi. In the spiritual, he done đã làm already. He did it already. Có khi chúng ta muốn thấy bằng mắt chúng ta mới tin. We want to see by sight, but not by faith. Nhưng mà đôi lúc Đức Chúa Trời làm một cách lạ lùng lắm. Sometimes the Lord do very miracle thing. Sau đó ông thấy rằng gân và thịt mọc trên xương đó. After that, he see the flesh and the tendon on the bone. Tại sao Chúa nói gân thịt ở đây? Why the Lord say about tendon and the flesh? Yeah. And the skin. Nó có một ý nghĩa gì đó. What does it mean? Khi mà tôi học cái điều này, Chúa dạy dỗ rất là lạ luôn. The Lord teach me. Như ở trong giới đoạn 10 câu 11. Just like in Job chapter 10, 11. Chúa đã mặc cho tôi bằng da thịt. The Lord put the skin and the flesh in me. Lấy xương và gân đường chém của tôi. Get the tendon and the bone, make me together. Chúng ta thấy rằng Chúa dựng chúng ta từ ở trong ra. The Lord created us inside out. Và Chúa nói rằng ta sẽ cho lòng gân nối các xương lại với nhau. The Lord get the tendon and the bone connected together. Bây giờ thân thể chúng ta nếu mà xương chân, rồi xương tay, xương đầu nó rời ra thì chúng ta có làm được gì không? If your body, the bone not together, what can we do? Cho nên Chúa phải làm gân mọc ra trước. So the Lord have to make the tendon come first. Để nối những cái xương lại. To connect the bone together. Đây là cũng là hình ảnh của hội thánh. This is the picture of the church. Ở trong Ephesians đoạn 4 câu 16. In Ephesians chapter 4 verse 16. Ấy là giờ ngày mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái mắc léo. By the Lord Jesus Christ, all the parts in the body connected together. Khiến những phần giao thông với nhau. And all the parts can work together. Làm vững mạnh thân thể. And make the body strong. Cho nên khi chúng ta được thông biến. So when the Lord touch everybody. Chúa sẽ gom mọi người chúng ta lại. And the Lord gonna gather with us together. Nói kết mọi người chúng ta lại. Connect us together. Và làm cho chúng ta gắn chặt và hiệp một với nhau ở trong thân thể đến Christ. And make us united in Jesus Christ. Có phải đời sống mới được gắn kết với những người ở nhiều nơi lại không? Is that the song mới connect together by a lot of people in different states? Và mỗi người làm một công việc. And everybody do different works. Và kết hợp với nhau. And connect together. Và có đại hội hôm nay không? And have this music festival. Cho nên đó là thương nối kết lại với nhau. That is a tender. Làm cho thân thể vững mạnh ở trong tình yêu thương. And make the body strong in love. Mọi người có đồng ý tới đây chưa? Do you agree? Amen. Hallelujah. Và Ngài khiến thịt mọc lên. And he called the flesh grow up. Ngài thực đặt gân vào. He put the tendon inside. Ngài khiến thịt mọc lên. He called the flesh grow. Ở trên cái xương đó. In the bone. Cho nên có phải chúng ta làm không? Is that we did it? Không. Ngài làm, bàn tay của Ngài làm. The hands of the Lord did it. Và cái miệng chúng ta chỉ nói ra lời của Ngài miệng thôi. And your mouth just say out what the Lord tell you to say. Và thịt mọc lên. The flesh growing. Và Chúa có phải biến tấm lòng bằng đá chúng ta trở thành tấm lòng bằng thịt không? And the Lord make the hardened heart become the flesh heart. Để chúng ta có thể dễ dàng dâng phục lời của Đức Chúa Trời không? So we can easily surrender the words of the Lord. Và sau đó Ngài còn che chúng ta bằng da nữa. So he cover us with the skin. Da có nghĩa gì? What does it mean skin? Đó là một cái sự bảo vệ. That's a protection. Cái hình ảnh của một con người. The picture of a person. Có giống như cái hình ảnh mà có sự tái sanh của con người về trong mà Đức Chúa Trời đang làm hiện nay ở trên mọi đời sống của chúng ta.
just like a picture of a person who born again right now in each of us. Da bảo bọc. The skin protect. Nói về cái sự bảo vệ của Chúa. That's the protection of the Lord. Có thể chúng ta đang mặc những chiếc áo mà Chúa ban cho chúng ta. Now maybe we wear the clothes that the Lord gave to us. Chiếc áo của sự công bình. The clothes of righteousness. Chiếc áo của sự thánh sạch không? The clothes of holiness. Trước mặt Đức Chúa Trời. Before the Lord. Và Ngài còn nói rằng, phú hơi thở vào trong chúng nó. And He put the breath into them. Chỉ có hơi thở chúng nó mới sống mà. Only you have the breath, you can live. Chúng ta thấy là đoạn kinh thánh này Chúa nhắc rất là nhiều lần phú hơi thở vào trong chúng nó, khiến chúng nó sống. This chapter, the Lord repeat a lot. He put the breath into the body. Và mọi người nhớ hình ảnh Chúa Giêsu sau khi sống lại. You remember the picture of the Jesus when He rose up again from the dead? Và Ngài hiện trên hồn cao. And He appeared on the roof. Lúc đó, Chúa làm gì? Chúa Giêsu làm gì? What did Jesus do? Chúa hà hơi trên các môn đồ. He put the breath into the disciples. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Get the Holy Spirit. Và lúc đó họ mới hiểu biết Kinh Thánh là gì. So they can understand the Bible from that time. Cho nên chúng ta thấy rằng sự hà hơi đó. So you see the breath of the Lord. Tức là chúng ta nhận động Đức Thánh Linh từ bên trong. So we can receive the Holy Spirit inside us. Không nhận lãnh Đức Thánh Linh từ bên trong. If you don't receive Holy Spirit inside, chúng ta sẽ không có sự sống đâu. You don't have the life. Chúng ta sống hiện nay. We live right now. Bởi chúng ta sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Because the Holy Spirit born you again. Mới đầu Ngài nói lời chứ. At first He speak out the word. Mọi người có thấy Ngài nói lời chứ không? Do you see He speak the word first? Yeah. Cho nên Chúa nói rằng khi mà chúng ta tái sanh chẳng phải bởi giống hay đưa nát, nhưng mà lời hàng sống. We are born again not by the undestroyed seed but by the words of the Lord. Và gió muốn thổi đi đâu thì thổi. And the Holy Spirit wind can go anywhere He wants. Chúng ta không biết gió đến từ đâu và đi đâu. We don't know where the wind come from and where the wind go. Và người nào sanh bởi Thánh Linh cũng như vậy. And the Holy and anybody was born again by the Holy Spirit is the same way. Và những người ở trong Chúa thì là dựng nên mới. And all the people in Jesus Christ is created new again, the new creation. Cái điều này được giấu kín. This is a very secret. Nhưng mà khi đến thời chúng ta. In this our time. Chúng ta được mở ra. We are open. Và chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng. And we can see clearly. Như thời hồi đó người ta không có nhìn thấy rõ ràng như chúng ta được như bây giờ. At the old time people cannot see like us right now. Today. Cho nên Chúa nói rằng đây là ẩn dấu một tiến trình tái sanh của con người về trong của chúng ta. So the Lord said this is a secret thing the Lord can change inside you. That's a process. Và con người này sống bởi thần của Đức Chúa Trời ở trong. And we can live by the Holy Spirit inside us. Sống bởi hơi thở của Đấng. We can live by the breath of the mighty God. Không có hơi thở của Đấng còn năng. Without the breath of the mighty God, chúng ta không thể nào sống được đâu. We cannot live. Mỗi người có amen cái điều này không? Amen. Amen cái điều này. Đó là cái sự dự bị trước của Đức Chúa Trời cho mọi đời sống của chúng ta rồi. The Lord has prepared that before for us. Và chúng ta thấy con người. And we see number 10. Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dạy và hơi thở vào trong chúng nó sống. So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they lived. Và đứng dậy trên chân mình. And stood up on their feet. Hiệp lại thành một đội quân lớn. An exceeding great army. Đứng trên chân mình. Stand up on their feet. Có phải Chúa làm chúng ta mạnh mẽ không? Is that the Lord make you strong? Chúng ta đứng trên chân của chúng ta. You can stand on your feet. Chúa thường nói rằng hãy đứng vững. Và thật cùng mưu kế của kẻ dữ. Stand on your feet and against the enemy. Chúa dựng chúng ta thành một con người mới. God created us to become the new person. Kết nối ở trong thân thể của Chúa. Connect in Jesus Christ body. Để hầu việc với Chúa Trời trong sự hiệp một. To serve the Lord in united.
Cho nên nơi nào có một sự lộn xộn, wherever is not united. Nơi nào có sự xung đột, somewhere had the division. Thì nơi đó chỉ mở cửa cho địa ngục và âm phủ thôi. That's why when open the door for the hell and for Satan. Điều này rất là quan trọng nhiều khi chúng ta không để ý về cái sự xung đột. This is very important when you don't pay attention about argument or division. Tôi không nói về sự xung đột nhiều ở đây. I don't talk about argument or division much. Nhưng mà tôi nói rằng chúng ta sẽ đứng vững trên chân của chúng ta vì lời của Chúa đã đặt chúng ta như vậy. But I said we have to stand on our feet strong because the words of God said so. Mặc dầu ở trong hoàn cảnh nào. Even in any situation. Và chúng ta biết rằng chúng ta còn trở thành một đội quân lớn. We're going to become the red army. Mọi người muốn mình trở thành một đội quân lớn không? Everybody wants to become the army for the Lord. Đội quân này. This army. Là đội quân có mang những khí giới của Đức Chúa Trời. We have all the weapon of the Lord. Chúng ta biết khí giới của Đức Chúa Trời được chép trong Ephesians đoạn 6 rồi chứ gì? Yeah, we know the Ephesians chapter 6 talk about all the weapons of the Lord. Mà những người chiến binh này mặc lấy đấng Christ. All the soldier have to put the Jesus Christ on. Cho nên Đức Thánh Linh ở trong có nghĩa Đức Thánh Linh đấng Christ ở trong chúng ta. So Jesus Christ inside us. Và chúng ta mặc lấy đấng Christ. And we put Jesus in us. Có nghĩa là chúng ta ở trong đấng Christ. That means we in Jesus Christ. Những người lính này. These soldiers. Ai cũng ước ao chúng ta là những người lính. I believe everybody desire we become the good soldier for the Lord. Yeah, nhưng mà những người lính này là những người lính như thế nào? How about the soldier? Họ là những người thuần phục. They have to be obeyed. Dưới sự chỉ huy. Under instruction. Của lãnh đạo. Of the leader. Họ là những người chịu thử thách. They are people want to become the trial. Họ là những người chịu rèn luyện. They want to be trained. Và không tiếc sự sống mình cho đến chết. They don't try to keep their own life. Cho nên chúng ta thấy rằng. So we can see that. Ở giữa bóng chết. Inside the dead. Ở giữa những xương khô. Inside the dry bone. Bây giờ xương khô đã đứng lên chưa? Now the dry bones stand up. Amen. Và trở thành một đội quân chưa? Amen. Next soldier. Dạ. Cho nên chúng ta thấy rằng. So we can see here. Chúa sẽ đặt chúng ta ở giữa những cục bóng chết. The Lord has put us inside the dry bone, the valley. Và Chúa biểu chúng ta dấy lên. And the Lord tells us to be arise. Sự tối tăm ở bao phủ các đất, khắp các đất. The darkness cover everywhere. Sự u ám bao bọc các dân. The sorrow follow all the people. Nhưng Đức Chúa Trời đã dấy cho ngươi. But the Lord raise you up. Và sự vinh quang của Ngài đã tỏ rạng trên ngươi rồi. And the glory of the Lord manifests on you. Cho nên chúng ta ở trong cái điều gì khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta. What is you in the difficulty in your life? Khổ sở nhất trong cuộc đời chúng ta. Suffering. Đau đớn trong cuộc đời chúng ta. Problems. Tức là Chúa biểu chúng ta dấy lên ở trong hoàn cảnh mà ta đặt con ở đó. And then when you raise up in the situation, you can do that problem. Phải nắm lấy điều này, con phải đứng lên, con phải sáng lè được. And then you stand up on your feet and you can raise up. Ở trong sự tối tăm mà con sáng lè. You have to raise up from the darkness. Ở trong những người nói dối nha, nhưng mà cũng nói thật. You have to tell the truth in between the people of liar. Ở những người ở trong những cái nhóm người cãi lẫy nó hành nói xấu, nhưng mà con thì khác, con em là sự hòa thuận. In the bad people, these are good people. Đừng nói rằng Chúa ơi, tại sao con đặt chỗ có mà xấu quá vậy Chúa ơi, con không thể đặt họ được trong chỗ đó. Don't tell the Lord, don't put me into that situation. Chúa nói rằng ta muốn con dấy lên. The Lord said I want you to raise up. Ta muốn con tỏ ánh sáng từng chỗ đó. I want you to shine from the darkness. Không những vậy mà lửa của con cháy lan từng chỗ đó. Even that your fire is going to spread around. Con muốn đứng lên trên con để trở thành đoàn quân cho ta thì không? You have to stand up on your feet to be my soldier. Chúa muốn hỏi mỗi người chúng ta.
Cho nên quan trọng nhất ở trong thời điểm đó, important in that point, chúng ta trở lại với Chúa. We come back to the Lord. Cầu nguyện trong Thánh Linh. Pray in Holy Spirit. Kết nối được với Thiên Đàng. Connect with heaven. Kết nối dòng chảy với Thánh Linh. Connect with Holy Spirit. Là những ý muốn của Chúa là như thế nào ở trong đời sống của chúng ta? To know the wills of God in your life. Hãy dấy lên và sáng về cho mình. You can raise up and shine in your situation. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa, xin lời cho Chúa. May the words of God. Không phải nghe mà thôi. Not just listen. Nhưng mà Ngài cũng chí lên trong lòng. The Lord wants to raise up you. Thì ta biết rằng, đọc anh ấy có chí lên chưa? Right now, you must raise up. Có buồn phiền cái chỗ mình đang đứng không? Không. Are you sick? Right now. Ai mà về mà còn buồn phiền cái chỗ mình cũng đang nặng nề. Quay lại. Có biết. Anybody still sick? Have to come back. To study again, to learn the words of God again, until you clear. Không có để buông mặt, uổng dọn, buông thì đi về. Don't be upset. Thấy có cái điều này. Yes. Bỏ lại. Bỏ lại. Give up. Rồi. Give up. Mở ra từ mồ mả. Open your heart. Chúa nói là ta mở mồ mả. I open your heart. Và bây giờ chúng muốn mở mồ mả nữa. I want to ai đang mở mồ mả? Chúng muốn mở sorrow. In the best situation, raise up on your feet. Giờ đến và đã đến rồi. The time coming. Những kẻ nghe, những kẻ chết nghe ta. Họ sẽ được sống. Listen to my God. Họ sẽ được sống. Những kẻ chết nghe ta, họ sẽ được sống. The dead people live. Hear me, gonna live. Ngay bây giờ, cái gì sự chết của chúng ta? Chúa nói rằng Ngài có quyền mở mồ mả. Mở mồ mả. He gonna. Raise you up. Tháo gỡ những xiềng xích trên đời sống. Break the chains on your life. Để Ngài đó. Let him come. Để Ngài đáp lại, gần lại cho chúng ta. Amen. Để Ngài làm cho thịt mọc lên trong xương chúng ta. Let him make it. Let him. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Mặc dù thôi trong hoàn cảnh nào Ngài cũng bảo vệ chúng ta. Amen. He still protects us in every situation. Amen. 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 Cái nắng khóc còn buồn phiền nữa. No more pain. No more sorrow. No more suffering. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. 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 Am